Xin chào tất cả các em. Chúng ta lại gặp nhau qua tiết số 2 của chuyên đề số 2 hình không gian. Đó là hình chóp có một mặt bên vuông góc với mặt đáy. Thì trong tiết này thì tiếp tục sửa cho các em bài tập về cái dạng này. Bài đầu tiên ta giải quyết đó là đề thi đại học khối A năm 2013. Thầy tóm tắt cái đề bài như sau này. Đầu tiên cho hình chóp S chấm ABCD. Đối ý thứ hai, tam giác ABC vuông, vuông tại A và góc ABC bằng 30 độ. Ý thứ ba, tam giác SBC đều. Rồi mặt SABC vuông góc với mặt phẳng ABC. Rồi tiếp tục. Đều, chỗ này đều cạnh A. Thầy ghi thêm cái ý chỗ này. Tam giác SBC đều cạnh A. Rồi mặt phẳng SBC vuông góc với mặt phẳng ABC. Rồi xong. Đề bài yêu cầu này gồm hai ý. Thứ nhất là tìm V từ V hình chóp S chấm ABC. Ý thứ hai là khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng SAB. Đây là đề khối A năm 2013. Rồi chúng ta cùng nhau vẽ hình. Đầu tiên thầy vẽ một cái vẽ đáy trước. Vẽ tam giác ABC vuông tại A. Thì trong không gian tam giác vuông hay thường cân hay đều, ta cũng vẽ chung một kiểu. Rồi thầy nhắc lại đoạn này là 10 ô. Tam giác vuông tại A, ta ký hiệu góc vuông. Góc ABC bằng 30 độ. Như vậy trong cái trường hợp này, thầy cho điểm B nằm đây. Góc 30 độ thì nó có vẻ hợp lý hơn ta để điểm B nằm đây nghe. Như vậy chỗ này thì C. Rồi ta đọc tiếp theo chỗ này. Tam giác SBC đều cạnh A. Tam giác SBC đều nhé. Rồi cái mặt SBC lại vuông góc với mặt đáy. Mặt SBC vuông góc với mặt đáy, giao tuyến là BC. Vậy một đường thuộc mặt phẳng SBC mà vuông góc với giao tuyến thì nó vuông góc với mặt kia. Thành ra chỗ này ta gọi O là trung điểm BC. Thì cái đường SO này nó vuông góc với BC đấy. Nên ta suy ra SO nó cũng vuông góc với mặt đáy. Em hiểu chưa? Cái đoạn này ta lấy 7 ô. Rồi em mình không quên ký hiệu vuông góc nữa. Rồi ta nối xuống. Rồi tới đây ta xong. Ta lưu ý rằng cái tam giác SBC là tam giác đều cạnh A. Như vậy trong hình vẽ này độ dài BC bằng A. Ta lưu ý chỗ này. Rồi bây giờ trình bày bài toán này. Thì giống như hai bài trong tiết số 1, bước đầu tiên ta phải giải quyết cái khúc mắc của đề bài. Đó là cái chỗ này. Tính chất hai mặt phẳng vuông góc.
Đầu tiên em nói là gọi O là trung điểm BC. Rồi tiếp theo ta phải chứng minh được, em ta phải chứng minh được là SO vuông góc với mặt đáy ABC. Ta nói như sau này, ta có hai mặt phẳng SBC, mặt phẳng SBC vuông góc với ABC, giao tuyến là BC, BC bằng SBC giao với ABC. Cái đường mà vuông góc với giao tuyến trong bài toán này là SO. SO vuông góc với SB với đường BC bởi vì SO là trung tuyến. Tam giác SBC đều. Rồi SO lại nằm trong mặt phẳng SBC. Từ đây ta suy ra SO vuông góc với mặt phẳng ABC. Ta dừng lại chỗ này. Rồi bây giờ ta mới giải quyết cái câu hỏi của đề bài. Câu đầu tiên là các em tìm VS.ABC. Thì muốn tìm V thì chốt thì bằng 1/3 đường cao nhân với diện tích đáy. Bây giờ ta mới tìm độ dài đường cao. Thì em chỉ nói thế này, tam giác SBC đều nên suy ra đường cao SO nó bằng cạnh BC nhân với căn 3 chia 2 bằng A căn 3 chia 2. Rồi ta giải quyết xong cái đường cao. Bây giờ ta nói về cái đáy. Cái tam giác ABC vuông ở vuông tại A ta biết góc là 30 độ, biết độ dài cạnh huyền là BC. Như vậy ta sẽ dùng hàm sin ta tìm được cạnh đối là AC. Tam giác ABC vuông tại A sin góc là ABC đối chia huyền, đối là AC chia huyền là BC. Từ đây ta suy ra AC bằng BC. Sin góc này là sin 30 độ. Kết quả là A chia 2. Rồi có cạnh AC rồi, ta lập tức kem tìm được cạnh AB. Thầy dùng đại cái Pythagore cho nó nhanh. Là BC bình trừ AC bình phương bằng A bình trừ A bình chia 4. Đây là A căn 3 chia 2. Cuối cùng là các em ta tìm được diện tích tam giác ABC bằng 1/2 AB nhân với AC. AB là A căn 3 chia 2. Thầy ký hiệu luôn là A chia 2. AC đây là A chia 2 bằng 1 A bình phương căn 3 chia cho 8. Đây là đơn vị diện tích. Cuối cùng ta tìm được V hình chóp S.ABC bằng 1/3 SO nhân với S tam giác ABC bằng 1/3 SO đây, ở chỗ này là A căn 3 chia 2, chỗ này là A bình phương căn 3 chia 8. Cái chỗ này kem tính được là A 3A. À, chỗ này đơn giản được đúng không? A mũ 3 chia 16. Đây là đơn vị thể tích. Rồi bây giờ ta giải quyết cái ý thứ hai là em ta tìm khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng SAB. Thì theo lý thuyết trong chương trình 11 là muốn tìm khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng thì ta dựng đoạn vuông góc xuống, đúng không? Nhưng mà trong phần này thầy sẽ không có dựng đoạn vuông góc mà thầy thông qua công thức V. Thì em nào chưa quen ta nhìn vào cái thao tác của thầy như này. Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng SAB thì nó liên quan đến hình chóp C.SAB. Hình chóp đỉnh C đấy là tam giác SAB bằng 1/3 đường cao
đường cao kẻ từ đỉnh C đến mặt phẳng SAB nhân với diện tích tam giác SAB. VC.SAB chính là VS.ABC. Từ đây ta suy ra khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng SAB là 3 lần VS.ABC chia cho đây là S tam giác SAB. Trên ta có rồi, nhưng mà dưới ta chưa có. Thành ra bây giờ ta mới tìm cái diện tích tam giác SAB. Các em xem này, diện tích tam giác bằng 1 phần 2 cạnh đáy nhân chiều cao. Tam giác SAB ta thấy ngay là nó chưa có chiều cao. Bây giờ ta mới dựng đường cao. Thì dựng thì có rất nhiều cách dựng, nhưng mà thầy chỉ ra một cách đơn giản là từ chân đường vuông góc, cái đường SO là đường chuẩn, từ chân đường chuẩn thầy dựng một đường vuông góc với AB. Nhưng mà khi mà kẻ vuông góc với AB thì ta thấy ngay điều này này, kẻ OH vuông góc với AB ta suy ra được ngay là H là trung điểm của AB. Các em hiểu chưa? Bởi vì tam giác ABC ta có O là trung điểm cạnh thứ nhất, OH song song với cạnh thứ hai, ta suy ra H là trung điểm cạnh thứ ba. Rồi bây giờ các em xem này, bây giờ ta mới chứng minh AB vuông góc với mặt phẳng SOH. Đây, bởi vì AB vuông góc với hai đường là SO và OH nên suy ra AB vuông góc với đường SH. Tới đây ta xong rồi toàn. Muốn tìm độ dài SH thì ta dùng định lý Pythagore trong tam giác SOH. SO ta biết rồi đúng không? OH thì nó bằng AC chia 2. Tới đây bài toán giải quyết xong. Như vậy em thấy bài toán cái phần này rất là nhẹ nhàng. Thầy nghĩ là rất là cơ bản, em nào cũng có thể giải quyết được. Từ chân cái đường chuẩn ta kẻ đường vuông góc xuống. Vậy là xong. Bây giờ tiếp theo trình bày này. Bước tiếp theo trình bày nói như sau này. Kẻ OH vuông góc với AB thì ta suy ra được là H là trung điểm AB. Thầy nói tắt cái ý vậy cũng được, không sao. Rồi bây giờ ta chứng minh AB vuông góc với mặt phẳng SOH. AB vuông góc với đường thứ nhất là SO, vì SO vuông góc với mặt phẳng ABC. AB vuông góc với đường thứ hai là OH. Đây là ta mới dựng xong. SO và OH cùng nằm trong mặt phẳng SOH. Từ đây ta suy ra AB vuông góc với mặt phẳng SOH và suy ra AB vuông góc với SH. Bây giờ ta cần chứng tìm độ dài là SH là sao? Trước khi tìm SH, em ta tìm OH. Ta nói này là OH là đường trung bình, thì ghi tắt cái chỗ này, đường trung bình tam giác ABC. Từ đây ta suy ra OH bằng 1 phần 2 AC, tức là A chia 4. Rồi tiếp theo ta tìm SH. Các em nói như thế này là tam giác SOH vuông tại O, vì SO vuông góc với đường A, vuông góc với mặt phẳng ABC, và OH nó nằm trong mặt phẳng ABC. Từ đây ta suy ra là ta có SH bằng căn SO bình phương cộng với OH bình phương. Ta thấy và biểu thức này, SO là A căn 3 chia 2, OH là A chia 4, tất cả bình phương.
chia 4 cộng với A bình chia 16. Chỗ này là tính ra là 4 đây là 12. 13 A bình chia 16 bằng A căn 13 chia cho 4. Từ đây ta tìm được diện tích tam giác SAB. Diện tích tam giác SAB bằng 1 phần 2 SH nhân với AB. SH ta mới tính xong chỗ này là A căn 13 chia 4. AB là bằng A căn 3 chia 2. Như vậy là A bình phương căn là 39 chia 16. Cuối cùng ta mới gắn vào công thức khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng SAB. Kèm thế vào đây 3 nhân với A mũ 3 chia 16. Chỗ này là A bình phương căn 39 chia cho 16. Cuối cùng ta tìm đơn giản cái mẫu 16 đi em này. A bình phương đơn giản đi. Như vậy là 3A bình phương, hello, đây là 3A chia căn 39. Các em có thể ghi tắt đó là A căn 3 chia cho căn 13. Như vậy bài toán thầy giải quyết xong. Rồi bây giờ ta qua bài số 2. Bài số 2 là đề thi đại học khối D năm 2011. Thầy tóm tắt cái đề như sau. Đầu tiên là cho hình chóp S.ABC. Ý thứ hai, tam giác ABC vuông, vuông tại B có cạnh AB bằng 3A, AC bằng 4A. Rồi ý thứ ba là mặt phẳng FBC vuông góc với mặt phẳng ABC. Rồi cuối cùng đề bài cho là FB bằng 2A căn 3 và FBC góc này bằng 30 độ. Rồi bây giờ ta tính VS.ABC. Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAC. Rồi bây giờ chúng ta thì ghi lại đây đề khối D năm 2011. Bây giờ thầy vẽ hình. Thầy xóa cái đề chỗ này. Muốn vẽ hình chóp đáy tam giác thì đầu tiên ta vẽ đáy trước. Thì thông thường đấy, thầy nhắc lại cho các em là thầy vẽ một đoạn nằm ngang nó đứt 10 ohm. Cái hình này kích thước nó an toàn, không đến nỗi quá đẹp nhưng mà đảm bảo là nó không có đụng những trường hợp đặc biệt. Tam giác này vuông tại B. Rồi cạnh AB bằng 3A. Như vậy A nằm chỗ này. BC AB bằng 3A thì coi lại cái đề. AB bằng 3A, BC bằng 4A. BC bằng 4A. BC bằng 4A. Rồi bây giờ ra xong cái này. Bây giờ các em xem đỉnh S nằm ở chỗ nào. Đề bài nói là mặt phẳng SBC vuông góc với ABC. Mặt phẳng SBC với A với mặt đáy vuông góc với nhau đúng không? Giao tuyến là BC. Như vậy từ S thì kẻ một cái đường SH vuông góc với mặt đáy vuông góc với BC thì ta suy ra SH vuông góc với mặt đáy.
Vấn đề bây giờ ta chưa biết cái đường cái điểm H điểm S nằm chỗ nào để ta có được cái điểm S. Thì khi gặp cái tình huống như này thì ta khoan vẽ một cái hình đúng. Trong khi thi em có thể lấy bút chì để vẽ mờ mờ và lấy điểm S. Rồi nó nối xuống ở chỗ này lấy điểm B. Ta khoan vẽ nó vẽ thật. Cho vẽ nhát vào đây. Đây là H, đây là S. Cái góc FB đoạn FB chỗ này là 2a căn 3. Góc SBC chỗ này là bằng là 30 độ. Bây giờ đầu tiên thầy sẽ trình bày lập luận để chứng minh SH cùng góc phải đáy. Rồi ta tìm BH bằng bao nhiêu thì ta suy ra điểm H cho nó chính xác. Rồi ta mới dựng cái điểm S, các em hiểu không? Chứ không tới đây ta chả biết làm đâu, ta vẽ đại những cái chậm thì trong cái hình nó hơi khó. Rồi trở lại đề toán này. Rồi như theo cái quen thuộc, cái bức quen thuộc của em, ta ghi là kẻ FH vuông góc với đường BC. Bây giờ ta sẽ chứng minh FH vuông góc với mặt phẳng ABC. Ta có hai mặt phẳng vuông góc là FBC vuông góc với ABC, giao tuyến là BC. FBC giao với ABC. Đường vuông góc với giao tuyến là SH vuông góc với BC. SH nằm trong mặt phẳng SBC. Từ đây ta suy ra SH vuông góc với mặt phẳng ABC. Trước khi làm bất cứ một cái gì trong bài toán này, ta phải giải quyết cái chuyện này xong rồi. Đây chính là cái khó khăn, cái gai bài toán này. Và cũng là chính là cái khúc mắc của đề bài. Đó, cần lưu ý. Bây giờ thầy sẽ tìm độ dài đoạn BH nhé, tam giác FBH. Bước thứ hai, tam giác FBH vuông vuông tại H. BH góc này 30 độ, như vậy cái cạnh này là cạnh kề, ta dùng hàm cốt. Cốt góc SBH bằng kề chia huyền BH chia FB, kề là B, suy ra BH bằng SB nhân với cos 30 độ đó. Rồi căn tính đa bằng SB là 2A căn 3. Cos 30 độ của em đó là căn 3 chia 2. Như vậy là 3A. BH là 3A nha em. Mà BC nó có 4A thôi. Thành ra cái điểm H chính xác thì nó nằm ở chỗ này này. Các em ta chia BC làm là 4 phần. Đây chia là 4 phần. Mà 4 phần thì đầu tiên ta tìm trung điểm đây này. Rồi cắt nó ra. Đây. Rồi các em hiểu chưa? BH nó bằng 3A, đây là H. Rồi thành ký hiệu là đoạn này là 3A và cái đoạn lớn chỗ này là 4A. Rồi tiếp đây ta mới vẽ cái đường SH với thẳng đứng chỗ này. Đây. Tới đây ta mới có một cái hình vẽ thật của bài toán này. Rồi, đến đây ta xong cái hình chóp. Rồi, ký hiệu góc vuông. Rồi bây giờ hãy trở lại bài toán này. Đề bài đầu tiên là tìm V hình chóp. V hình chóp thì bằng 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao. Đáy thì xong rồi, đúng không? Ta cần tìm chiều cao SH. Như vậy ta chỉ cần dùng định lý Pitago trước này là xong, đây là 2A căn 3. Rồi ta có tiếp tục là SH bằng căn FB bình phương trừ đi BH bình phương. Ta thế ở chỗ này. SB là 2A căn 3. Ta bình phương lên trừ đi BH là 3A tất cả bình phương. 4 4 thì là 12A bình phương.
phương trừ đi 9a bình phương. Như vậy là a căn 3 đấy. Bằng đây là a căn 3. Rồi ta tìm diện tích tam giác là ABC. Diện tích tam giác ABC bằng 1/2ab nhân với BC. 3a nhân với 4a căn tính ra. Đây là 6a bình phương. Cuối cùng ta tìm được cái V hình chóp S.ABC bằng 1/3 SH nhân với S tam giác ABC. Chỗ này là 1/3 này. Ta thấy đây là A căn 3 nhân với 6A bình phương bằng, ta đơn giản đi, còn lại là 2A mũ lập căn 3. Rồi ta dừng lại. Tới đây các em ta được 0,5 điểm chỗ này. Rồi lại thầy trở lại qua bước tiếp theo. Tiếp theo ta tìm khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAC. Thì ở đây thầy cũng không có dựng cái đoạn vuông góc mà thầy dùng công thức V. Những em nào chưa quen thì ta nhìn cái thao tác của thầy chỗ này. Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAC thì nó liên quan đến hình chóp B.SAC. Hình chóp đỉnh là B, đáy là tam giác SAC, thì chiều cao nó chính là khoảng cách từ điểm B đến SAC. Đấy là tam giác SAC. Mà cái hình chóp B.SAC chính là cái hình chóp ban đầu S.ABC. Từ đây ta suy ra công thức này. Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAC, ta đẩy cái số 3 lên trên kia là 3 lần V S.ABC chia cho V, chia cho S tam giác SAC. Rồi ta dừng, ta nhìn lại cái bài này. VSABC thì ta có rồi mới làm xong. Nhưng mà diện tích tam giác SAC ta chưa có. Và ta chưa có thì giờ ta đi dựng. Và các em dựng thì dựng như thế nào? Đó, cái vấn đề chỗ này. Thì nhắc lại cho em là cái tam giác SAC chưa có đường cao. Bây giờ ta dựng. Dựng bắt đầu từ đâu? Thì ta nhớ có một cách duy nhất thôi. Đó là cái đường SH là đường chuẩn. Từ chân đường chuẩn ta kẻ một đoạn vuông góc, ta kẻ một đường vuông góc cái đoạn đến AC. Thôi thì kẻ đoạn như thế này. Đây kẻ đoạn như thế này. Kẻ HK vuông góc với AC. Và tương tự như những mấy bài ta đã học, ta chứng minh BC vuông góc với mặt phẳng SHK chỗ này. Các em thấy từ nãy giờ ta lặp lại mũi chuyện rất quen thuộc đúng không? Ta chứng minh AC vuông góc với mặt phẳng SHK. Từ đây suy ra AC vuông góc với SK. Như vậy ta có SK là đường cao. Khi ta có SK là đường cao rồi thì ta tìm, thì cũng rất dễ các em thấy chỗ này. Cái tam giác SHK là tam giác vuông tại H. SH có rồi, ta chỉ cần tìm SK. HK là suy ra SK. Rồi thì dừng lại chỗ này. Bây giờ trình bày về toán. Các em nhìn thấy nó quen thuộc chưa? Ta chỉ có mỗi một cái chiều duy nhất là từ cái chân đường chuẩn kẻ đường vuông góc xuống. Và như sau. Các em ghi là kẻ HK vuông góc với AC. Tiếp theo ta chứng minh AC vuông góc với SHK. Ta có AC vuông góc với đường thứ nhất là SH, vì SH vuông góc với mặt phẳng ABC. AC vuông góc với đường thứ hai là HK, vì ta mới kẻ xong đó. SH và HK cùng nằm trong mặt phẳng là SHK. Từ đây ta suy ra là AC vuông góc với mặt phẳng là SHK.
Và ta suy ra là AC vuông góc với SK. Rồi tiếp theo trong bài này, ta tìm độ dài đoạn HK. Nếu mà em nào bí mà ta không tìm ra được thì thầy chỉ em một cách, là cái HK nó nằm trong mặt đáy ABC. Ta vẽ mặt đáy ra một cái hình liên, em hiểu chưa? Mà khi ta vẽ hình học phẳng đấy thì ta phải vẽ đúng kích thước, không được vẽ là tầm bậy. AB là 3A thì ta vẽ đúng 3O. Đây là BC là 4A, ta vẽ đúng 4O đó. Cho đúng với kích thước yêu cầu đề bài. Đây là 3A, đây là 4A. Rồi H chỗ nào? Ở đây. Độ dài đoạn BH đây là 3A. Toàn bộ đoạn lớn này là 4A. Từ H ta kẻ HK vuông góc với AC. Bây giờ ta tìm được dài HK, các nhìn thấy đây ngay này. Ở đây ta có hai tam giác đồng dạng với nhau, là tam giác CKH với tam giác CBA. Tam giác CKH em biết độ dài một cạnh là cạnh huyền. Cạnh huyền đó là CH. Cạnh CH bằng độ dài cạnh CB trừ đi cạnh BH bằng 4A trừ đi 3A bằng số A. Rồi bây giờ tam giác CBA, tất nhiên các em tìm được độ dài ba cạnh. Như vậy thì nhờ cái tỉ số độ dài, em sẽ tìm được độ dài các cạnh của tam giác CHK. Bây giờ trước khi tìm cái HK thì tìm độ dài đoạn AC trước. Tam giác ABC vuông tại B, ta suy ra độ dài AC bằng căn bậc 2 AB bình phương cộng với AC bình phương, mới tính ra được đây là 5A. Rồi ta có tam giác CBA hay là CKH khi trước này, đồng dạng với tam giác CBA, bởi vì nó có cái gì bằng nhau? Thứ nhất là góc CKH bằng góc CBA, rồi góc C chung. Từ đây ta suy ra tỉ số đồng dạng là KH. KH thì chia cho BA bằng CH chia cho CA. Ta suy ra KH bằng CH nhân với BA chia cho CA. Suy ra KH, cảm thấy số bằng CH là A, BA là 3A, CA là 5A. Ta rút gọn là bằng 3/5A. Rồi ta dừng lại KH. Sau khi có KH rồi, ta tìm độ dài đoạn S và SK. Trong tam giác SKH, tam giác này vuông tại H, mở ngoặc vì SH vuông góc với ABC và HK nằm trong mặt phẳng ABC. Từ đây ta suy ra SK bằng căn bậc 2 SH bình phương cộng với HK bình phương, căn tính SH là A căn 3, HK là 3A chia 5 tất cả bình phương bằng, ta bình phương lên đây là 3A bình phương cộng với 9A bình phương chia 25. Chỗ này là 75 nhé. 75 cộng với 9, 75 cộng với 9 là 84. 84 là tính ra 84 cũng bấm máy cho nó nhanh rồi, 8 căn 84. Căn là 84/5, 84/25. Ta tính ra là 2 căn 21 chia 5. Rồi.
Sau khi có được SK rồi thì ta tìm được diện tích tam giác này SAC bằng 1 phần 2 AC nhân với SK. AC là 5A, SK là 2A căn 21 chia 5. Em tính được này. Ta đơn giản 2 tử với 2 mẫu, 5 tử với 5 mẫu. Như vậy là A bình phương căn 21. Cuối cùng là ta tìm được khoảng cách. Căn thế ở đây, khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAC, ta thấy ở đây là 3 lần. V hình chóp SABC bằng bao nhiêu để thầy coi lại kết quả. Đây là 2A lập căn 3. Đây là 2A mũ 3 căn 3. Mẫu số là A bình phương căn 21. Ở đây căn 3 với căn 21 như vậy duy mẫu là căn 7 đấy. Đây là 6A chia căn 7. Như vậy là bài toán này xong. Và như vậy là trong tiết số 2 này thầy sửa cho các em được 2 bài tập. Thì để hẹn các em qua tiết sau, tiết số 3 đó, thầy sẽ sửa cho các em 2 bài. Đó là đề thi đại học khối A năm 2007 và đề thi khối B năm 2008. Thầy chào tất cả các em.